đến với nghề diễn giả mà các bạn chỉ quan tâm đến có được bao nhiêu tiền thì anh xin phép các bạn đừng đến với nghề. Các bạn đến với nghề này mà các bạn chỉ cần, các bạn chỉ nghĩ tới ngoài tiền nó là một cái sự nổi tiếng gì đó thôi thì các bạn đừng tới đó. Anh nghĩ như vậy. Và hôm nay anh nói về nghề diễn giả để cho các bạn hiểu. Mặc dù anh không dám nhận anh là diễn giả. Nhiều người nói anh là diễn giả số 1 Việt Nam về hướng nghiệp gì đó. Anh cũng không quan tâm. Anh không quan tâm mấy cái đó. Những cái đó hư danh các em ạ. Anh chỉ quan tâm đến một việc, đó là anh có làm được những gì tốt đẹp cho các em hay không. Anh chỉ quan tâm anh được bao nhiêu người yêu thương. Anh chỉ quan tâm như vậy. Bên kia đường khoảng 2 tỷ không? Khoảng đó. Xin lỗi các bạn, mức lương của Ronaldo á, anh ta chỉ cần ngủ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng anh ta mua được 5 căn nhà như vậy. Đơn giản anh ta chỉ giỏi một nghề duy nhất, đá bóng. Cảm ơn một ca sĩ các bạn trẻ rất thích. Đó là gì? Tự hiểu. Xin lỗi các bạn, 3 bài của anh ta cho bạn 2 tỷ. Chỉ nên cho cậu em đúng 3 bài mà không có bài thứ tư. Người đánh gôn giỏi nhất thế giới, Tiger Woods. Anh ta đã cán mốc 1 tỷ đô thu nhập của anh ta từ cái việc anh ta chơi gôn giỏi. Cái người thành công nó không khác gì chúng ta hai điều thôi. Một, họ chọn đúng nghề. Hai, họ cực kỳ giỏi cái nghề đó. Và các bạn cứ nhìn kỹ cho anh đi. Bằng cấp không quan trọng, nhưng nó sẽ nói bên bạn học cái gì. Và cuối cùng cái quyết định các bạn giàu hay không giàu nằm ở bạn giỏi hay là không giỏi cái nghề bạn chọn. Ai của phụ nữ sinh ra là để kiếm tiền và chăm sóc gia đình. Đôi tay của đàn ông sinh ra không phải để đánh nhau, mà là kiếm tiền và chăm sóc phụ nữ. Một càng có tay nhớ về đôi tay của mình. Học giỏi chưa chắc thành công đâu. Tỉnh lại đi mấy đứa học giỏi. Học giỏi là tốt, hãy học giỏi. Nhưng học giỏi chưa chắc thành công. Vì câu chuyện được mang tên người thành công chỉ có hai điều: một, đúng nghề; hai, giỏi cái nghề đó. Đó là luật chơi.